Rồi, hello anh em ha. Chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi đó nha. Rồi, tiếp tục phục vụ lên cho anh em hai cái combo anh em. Rồi, em đặt là combo 1 nè, combo 2 ha. Đó, giá thì chưa gồm phí vận chuyển nha. Thì anh em là chuyển khoản đủ em sẽ bao ship, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi, combo 1, giá là 300, 4 cây mỗi lết nha anh em. Đây đầu tiên cây này xây 200 của top nè. Nó ngàm ha, đẹp nha. Vậy anh em mình chà miếng dầu vô. Đây cây này 200 nữa nè, của Lotter ha. Rồi cây này xây 250 của Hit nha anh em. Đó. Của Hit ha. Đó, rồi. Cây này của Lotter nữa nè, xây 300 ha. Ngàm đẹp. Rồi, bán giá là 300, chuyển khoản đủ bao ship luôn. Rồi, combo thứ hai nè, bán giá 250 nha anh em. Búa đẹp ha, đầu búa nè. Búa xài chưa sử dụng nhiều anh em. Rồi đây một đầu nữa nè. Đây. Rồi, cây búa bi nữa ha. Đó, vậy anh em mình sẽ cán 250, 4 đầu nha anh em. Đó, rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha. Combo 2 250, combo 1 2 combo 1 300 ha. Rồi, xin kết thúc clip nha anh em.